Kính chào quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta về cái đánh giá cuối học kỳ 2. Đây là cái đề cho các con tham khảo. Bài số 4. A. Đọc thành tiếng một đoạn trong truyện sau. Truyện có tên là Chú Quạ Thông Minh. Các con hãy đọc thành tiếng một đoạn trong cái câu truyện sao thôi. Rất là nhiều đoạn nhưng mà chúng ta đọc một đoạn thôi. Cô sẽ đọc tiếng thành đoạn đầu tiên. Tìm nước uống. Một hôm trời nắng to, quạ khát nước đến khô cả cổ. Nó bay mãi để tìm nước uống mà chưa tìm thấy. Tuy mệt nhưng quạ không nản. Bỗng quạ thấy một cái bình to ở dưới gốc cây phía trước. Nó lập tức bay tới rồi sà xuống. Cô đã đọc thành tiếng một đoạn trong câu chuyện xong rồi. Ở dưới đây còn đến 3 đoạn nữa. Nhưng chúng ta, đề bài chúng ta chỉ kêu chúng ta đọc một đoạn bất kỳ thôi. Nên chúng ta sẽ chuyển sang cái phần B. B. Đọc bài sau rồi thực hiện các yêu cầu bên dưới. Bây giờ chúng ta sẽ đọc cái bài này. Bài đọc chúng ta có tên là Vui chơi không phải là vô ích. Mình sẽ đọc bài rồi mình thực hiện các yêu cầu ở phía dưới. Cô sẽ đọc bài cho các con nghe. Vui chơi không phải là vô ích. Đến giờ chơi, học sinh các lớp đều ra chơi. Nhóm nhảy dây, nhóm nhảy lò cò, nhóm đá cầu, nhóm bịt mắt bắt dê. Khắp sân trường đầy tiếng nói, tiếng cười. Có một cậu bé vẫn ngồi lại trong lớp. Cậu đang chăm chú đọc sách. Thầy giáo bèn đến bên cậu. Thầy hỏi: sao con không ra sân chơi? Cậu trả lời: thưa thầy, con nghĩ đi học phải chăm chỉ học, không chơi đùa ạ. Thầy nói: chăm học là rất tốt, vui chơi cũng rất cần. Nếu con chỉ học bài mà không nghỉ chút nào sẽ bị mệt mỏi. Phải có học và có vui chơi thì việc học mới tốt hơn. Theo Quốc Văn Giáo Khoa Thư. Cô đã đọc cái bài vui chơi không phải là vô ích rồi. Tiếp theo nữa, bây giờ chúng ta sẽ xuống đây và thực hiện những cái yêu cầu ở bên dưới. Số 1. Đánh dấu vào ô vuông trước ý em chọn. Các con đồng ý với ý nào thì các con đánh dấu vào đó. A. Câu A. Đến giờ ra chơi, các bạn học sinh làm gì? Thứ nhất, ra sân chơi. Thứ hai, ngồi đọc sách. Thứ ba, tập thể dục. Rồi, bây giờ các con hãy chọn một cái ý. Rồi các con đánh dấu vào. Các con chọn ý nào? Ra sân chơi.
Chọn ý ra sân chơi thì ta đánh dấu vào ý ra sân chơi. Tại sao các con không chọn ngồi đọc sách? Tại vì đọc sách thì không phải là xấu đâu các con. Đọc sách thì rất là tốt, cũng rất là cần. Nhưng giờ ra chơi thì các con nên ra chơi để cho tinh thần mình thoải mái hơn, rồi chúng ta có thể học tiếp theo tốt hơn. Câu B. Cậu bé không ra sân chơi cùng các bạn vì cậu nghĩ rằng chơi đùa sẽ mệt, phải chăm học, cần giữ lớp. Các con cũng chọn một ý. Các con chọn ý phải chăm học. Đúng rồi, cậu bé nghĩ rằng đi học thì phải chăm chỉ học, không có chơi đùa nên cậu bé không có ra chơi. Câu C. Thầy giáo đã khuyên cậu bé cần phải chăm chỉ học, học tốt hơn, học và vui chơi. Thầy giáo thì khuyên cậu bé là phải có học và vui chơi thì mọi việc mới tốt hơn. Như vậy ta chọn học và vui chơi. Rồi, các con chuyển xuống câu số 2. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi dưới đây. Vì sao vui chơi không phải là vô ích? Rồi, các con có thể mở vở ra chúng ta viết vì sao vui chơi không phải là vô ích. Thì các con có thể viết là vì sao các con? Vì nếu chỉ học mà không nghỉ chút nào thì chúng ta sẽ bị mệt mỏi, Rồi, phải có học và có vui chơi thì việc học mới tốt hơn. Rồi, đây là các con viết vào vở nha. Tiếp theo cô sẽ chuyển sang phần tiếp nữa. Câu C. Viết, nghe và viết. Các con nghe và viết lại. Cô chuyển xuống câu số 2. Chọn chữ thích hợp thay vào ô vuông. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn chữ cờ hoặc chữ ca. Cô có ở đây là cây cối. Cây cối. Như vậy cờ ôi coi sắt cối hay ca ôi coi sắt cối? Cô chọn cờ ôi coi sắt cối. Cờ ấy cây, cờ ôi coi sắt cối, cây cối. Rồi, tiếp theo nữa cô sẽ chuyển sang cái từ tìm kiếm. Tìm kiếm thì cô sẽ chọn cái chữ chữ thích hợp là chữ K. Tờ im tim huyền tìm, K im kim sắc kiếm, tìm kiếm. Rồi, hạt kê. Hạt kê thì là K E kê. Hờ ác hát nặng hạt, K E kê, hạt kê. Rồi, ta chọn chữ G.
hoặc là chữ G. Gan dạ, gan dạ thì cô chọn chữ G, chữ G, G này. G ăn gan, giờ A da nặng dạ, gan dạ. Tiếp theo, cô có từ ghi chép. Cô sẽ chọn ghi chép là chúng ta viết như thế này, G Y ghi, chờ ép chép sắp chép, ghi chép. Bên đây cô có từ ghép vần. Ghép vần, cô sẽ ghi cái từ ghép vần ra, G ép ghép sắp ghép, V ân vân huyền vần, ghép vần. Xuống đây cô có ngờ hoặc ngờ. Nghệ sĩ, nghệ sĩ, nghệ sĩ được viết như thế nào? Ngờ ê nghê nặng nghệ, sờ y xin ngã sĩ, nghệ sĩ. Rồi tắc nghẽn, tắc nghẽn. Rồi tờ ắc tắc sắc tắc, ngờ em nghe ngã nghẽn, tắc nghẽn. Bà ngoại, cô sẽ viết từ bà ngoại. Ngờ oai ngoai nặng ngoại, bà ngoại. Câu số 2 chúng ta xong rồi. Cô chuyển sang câu số 3. Chọn từ ngữ dưới đây để viết vào vở tên của từng biển báo. Cấm bơi lội, sàn trơn trượt dễ bị ngã. Rồi, các con sẽ viết vào vở tên của từng biển báo. Biển báo này là biển báo sàn trơn trượt dễ bị ngã. Còn biển báo này là biển báo gì các con? Cấm bơi lội. Có đúng không nè? Rồi, đây là biển báo. Biển báo này cô sẽ nhắc các con. Đây là biển báo gì các con? Sàn trơn trượt. Sàn trơn trượt dễ bị ngã. Đây, các con nhìn cho thật là kỹ nè. Đây là hình ảnh. Ở trong đây có một cái người sắp bị ngã. Đây là biển báo sàn trơn trượt dễ bị ngã. Còn đây chính là biển báo cấm bơi lội. Đây là có nước biển nè, các con lăn tăn nè. Đó. Chúng ta sẽ ghi vào. Đây là biển báo sàn trơn trượt, còn đây là biển báo cấm bơi lội. Câu số 4. Viết vào vở từ ngữ hoặc câu phù hợp với nội dung của bức tranh dưới đây. Rồi cô nói lại, chúng ta sẽ viết vào vở từ ngữ hoặc cái câu phù hợp với nội dung của bức tranh dưới đây. Các con hình dung và nhớ lại câu chuyện. Đây là câu chuyện chú quạ thông minh đó. Thì khi mà chú quạ, khi cô nói thì các con nhớ nội dung và ghi vào vở nha. Chú quạ tìm thấy những cái viên sỏi này thì chú quạ rất là mừng rỡ. Chú quạ kêu quạ quạ quạ, rồi gấp những cái viên sỏi này bỏ vào cái lọ nước thì nước sẽ dâng lên, chú quạ được uống nước. Đây thì gặp là chú quạ rất là thông minh. Các con viết vào vở những cái từ ngữ hoặc cái câu mà các con nãy giờ cô hướng dẫn cho các con nha. Ta chuyển sang phần D. Nghe đọc truyện và thực hiện các yêu cầu sau. Các con nghe cô đọc truyện câu chuyện Gấu con chia quà. Gấu con được bác voi cho một giỏ táo. Về nhà, gấu con chọn những quả táo thơm nhất biếu bố mẹ. Còn lại hai quả, gấu con lấy ra quả to hơn đưa cho em. Gấu em vui, gấu con cũng vui theo. Theo Thái Chí Thành,
Các con đã nghe được câu chuyện gấu con chia quà rồi. Đây là hình ảnh bức tranh gia đình gấu. Khi chú gấu nhận được một cái món quà từ bác voi biếu cho, thì gấu con đã chọn những cái quả táo thơm nhất thì biếu cho bố mẹ. Còn lại hai quả thì gấu lại nhường cho em một cái quả to. Thế là cả gia đình gấu em và gấu bố mẹ và gấu rất là vui vẻ với nhau. Rồi, dựa vào truyện vừa nghe, hãy đánh dấu vào ô vuông trước ý em chọn. Câu 1. Ai cho gấu giỏ táo? Bác voi, gấu mẹ hay gấu bố? Khi cô đọc câu truyện thì cô thấy bác voi cho gấu giỏ táo, chúng ta đánh vào ô vuông đó. Câu thứ hai, gấu con chia táo cho những ai? Chia cho bác voi bố mẹ, chia cho bố mẹ gấu em, chia cho gấu em và bác voi. Cô thấy gấu con chia táo cho bố mẹ và gấu em. Bài học của chúng ta ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Các con nhớ nhấn nút đăng ký để nhận được những bài học mới nhất từ cô. Cuối cùng thì tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau.